trong vòng 20 giây nhá. Rồi. Ba. Tùng Long. Hello. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tomo TV. Alo, alo. Này, dạ, thưa quý vị và các bạn, hôm nay anh em mình đã có mặt tại Vipper Nha Trang Đà Lạt Resort Ba Vì. Khu nghỉ dưỡng rất là kinh điển. Đấy. Đây là khu nghỉ dưỡng anh em mình vừa mới khai quật được. Đó. Và lúc nãy Đạt cho săn có đi săn và săn được một con gà. Đấy. Đúng Đạt cho săn. Điều cái này anh mua. Chém gió thế. Chém gió thế nhỉ. Và bây giờ anh em mình sẽ có một trò chơi rất là... Ui, đấy, bây giờ nhá. Phải luyện tập để cho sức khỏe nó... Alo, à, thôi, bỏ loa này, không ăn thua. À, phải luyện tập để cho sức khỏe nó nâng cao. Bây giờ thể dục thể thao ấy. Anh em mình sẽ chơi trò chơi đuổi bắt. Em và anh cầm một đội. Hả? Ờ, chế đội nhỉ? Ờ, đúng rồi. Không, chế đội bây giờ là... Chế đội đi, chế đội. Không, nhất ăn tất, ai bắt được người đó thắng. Chơi về chế đội. Đúng rồi, đúng rồi, nhất ăn tất. Nhất ăn tất. Chơi bây giờ nhá. Nhất ăn tất. Một lần thả con gà này ra. À, bắt được thì sẽ tính 20. Ok. 20.000. 20 triệu á? 20.000. 20.000. 20.000. Đấy, bây giờ test thử ăn luôn nhá. Không, không test, không test. Luôn, test luôn. Luôn, và luôn. Thật luôn, thật luôn. Đây đây luôn. Đây đây. Nào, từ từ. Nào. Và các game thủ sẵn sàng nhớ rồi, rồi, này. Nhớ là sẵn sàng không để gà nó bay xuống nhá. Từ từ. Đừng im, đừng im. Đừng im đấy. Đừng im đấy. Từ từ. Lấy hẳn loa để nghe nói xa rõ. Nào, từ từ. Alo. Xa là không được. Alo. Xa là không được. Alo. 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 Hoạch super tàu. Super tàu. Này không bằng loa mồm. Ai? Này 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 vỗ tay nhá. Đây em yêu ai mình nhìn. Rồi, rồi bắt đầu. Yeah, vô đi, vô đi. Anh cá ơi, cố lại lui rồi là trời săn. Mày chết à? Chưa kịp chạy. Chưa kịp chạy. Chú là trời săn vô em. Nó chưa kịp chạy, từ từ. Đấy, từ từ. Ui ơi. Đánh chết rồi. Không ăn thua. Con này đang bị buộc chân lâu ngày. Đặt nó đang chơi chân. Đấy cho Duy thả, cho Duy thả. Từ từ đã. Anh này vô vô quần đấy. Tấp rồi. Đi ra là xa rồi anh ơi. Rồi, cứ để cho nó hôi hồi. Để cho nó hôi, để ra cho nó hôi. Bắt đầu thì vô nhá. Rồi, bắt đầu. Xong rồi, chú đã đâu? Lao vào vô. Ui này chạy đâu con gà. Ui nó chạy tít rồi. Ui nó đi nó chạy tít. Con cười quá. Ui ơi. Anh Trung này chết con gà rồi. Ui nó tắt thở rồi này, cho nó thở đi. Chú ra lúc nãy cũng được 20, anh thấy cũng được 20. Đúng rồi. Mỗi người được 20 rồi, trừ máy đi cao mọi người ạ. Rồi, tao có bắt đâu. À. Tao bắt trong vòng 20 giây nhá. Rồi. Ba. Tùng Long. Ui. Cho nó hôi đã. Cho nó hôi đương người nó. Nó chơi chân. Máy đi cao từ vô rồi xem, nó đang khỏe lắm rồi đấy. Nó đang ngồi đấy. Nó dinh dinh không có xuống nước. Nhảy lên không, nó nhảy xuống nước. Ôi, 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 ôi trời ơi. Bắt yếu lắm con này. Khả năng là bây giờ khéo nó vỡ bằng trứng rồi. Mày này cay. Lúc nãy anh Trung vô khéo vỡ bằng trứng rồi. Mày vớ vẩn gì. Ờ đúng rồi, gạt đẻ. Gạt đẻ làm vỡ bằng trứng đấy. Chết rồi. Hay lên nhà mua nhà kia con gà trống đi. Không ổn đâu. À bây giờ anh nghĩ ra một trò chơi rồi. Cái gì? Rất là hay. Hay gì? Mọi người chờ trong giây lát nhá. Ok, okay. À và đây là trò chơi tiếp theo của anh em mình. À, thật ra là lúc nãy Đạt chó săn vồ mạnh quá, với Trung bốc cứt vồ mạnh quá, vỡ bùng trứng chết toi. Không phải chết toi mà không chống được. Thế nên là quyết định hôm nay kênh Mocha Vlog sẽ làm ẩm thực. Đấy. Thật ra là đang chuẩn bị hết đồ ăn. Bắt được mấy con cá nhưng mà chưa nướng. Mình vừa mới bóc ra cơ mà nhỉ. À đây rồi. Hôm nay mình sẽ lại lòi nít à? Đó. Hôm nay mình sẽ gọi là thể hiện món gà
luộc cát chứ mọi người nhé. Không phải luộc cát đâu. Ra cát này. Có gì hot? Đội bên kia đang đi bắt cá. Ơi, không thằng nào sang đây mẹ trưởng giúp à? Mà anh chưa đi đánh chuột đấy rồi. À, đến giờ đánh chuột rồi anh ơi. Rồi tí nữa, từ từ. Không còn ngô. Chuẩn bị ngô, anh trộm ngô cái nữa. Đưa một đường ngô. Sao mà trộm? Không anh ấy chặt chưa phát nào. Chả có cái gì xin bên ngoài để ăn trộm mà. Anh ơi, ta đầu têu đi ăn trộm ngô. Hôm nay sẽ luộc cái món gà này với cát gì đấy nhá. Sức nóng trên biển chắc là sẽ rất là ngọt đấy. Đấy. Ây da. Anh thế này, đóng cái này sâu xuống. À thôi. Tao cảm biến. Cháy cháy đúng đi. Cháy thế nào? Cháy cháy. Mày. Kỹ năng sinh tồn thượng thừa của ma đại ca đang đóng nồi. Ý là với nhiệt độ giảm xuống 10 độ thì chưa được. Cái gì tao chả đóng được. Cháy nồi xong rồi thì nó cháy cháy chân. Cháy kiềng. Cháy hết kiềng. Anh làm món gì đấy? Cái xẻng này đâu rồi? Món cáp luộc. Gà rang cát thương thừa. Món thất truyền của Mao đại ca. Đệ tử của Hậu Cáo. Đệ tử chân truyền. Sư phụ. Gà này bé nhỉ, trong này gà gì bé nhỉ. Hôm nay thằng mấy ông vồ vớt cả buồng trứng. Quả mấy buồng trứng đấy chỉ có đạn. Má này đây, quả mấy dùng quả chẻ này nhìn nó mới phung phu thiếu lâm nhá. Bắt tay. Đấy không? Bóp tay cho nhanh. Rồi lửa mạnh lên. Đấy. Trong tí ra đá bóng đây anh ơi. Bóng đó. Anh cắp nhỉ. À về mất rút rồi. Để xin nên người ta về. Đào nghĩa giáng hồ. Rất là nóng nha mọi người. Mình đang định là lúc này đang định là vùi xuống cát đấy, nhưng mà tiện thể thôi, khả năng là nó sẽ không chín được mặt dưới nên là ở trên này còn lật được. Ai à, chơi quả xẻng ấy đào luôn đấy. Đấy, xẻng này mà nó tốt đến đời á. Ai bảo là không chín. Siêu chín luôn. Quả nóng lắm. Hôm có cả cát nữa. Hôm mình làm cái thịt bò nhỉ. Tí nữa cát nó nóng. Không, cái này chính ra làm này nó ngọt. Thế nên mình không ướp, nó như kiểu luộc ấy. Ngọt lắm gà. Ăn hết giờ chứ. Tình hình là bây giờ phải lộn nó lại mọi người ạ. Bọc rất là nóng ở dưới chẳng. Má này cá cho hẳn xuống cát luôn á. Không, từ từ. Bây giờ lật nó cái là được mà. Xuống bớt cát ra nhỉ? Đừng cắt nóng. Đừng cắt nóng thì tí nữa mình lại vừa cắt nóng vào. Lật luôn thế. Ai à, cắt bỏng lên. Lật phát lên là được mà. Ê, có gì đâu mà. Lật lên mẹ đào hố. Đường dưới đâu. Siêu bỏng luôn đấy. Cháy. Không cháy. Cháy làm sao? Cháy. Nóng. Ủa bỏng kinh điển luôn, chảy mỡ ra không phải. Nó chảy mỡ ra, nó bỏng mỡ. Ây à. Bỏng kinh điển. Đưa con dao đây. Ây. Ui, mình vừa mua cát ra đây. Anh bỏ ra. Gạt cát này ra. Gạt này. Ấy, mặt nào mặt dưới hôm nay nhỉ? Ấy, anh đặt lên rồi. Đôi mặt anh nóng lên. Đấy, cứ thế ăn uống, cứ thế ăn uống. Bỏng lắm. Đeo bỏng mấy đâu. Ôi, mới sơ vào đấy. Đuối sơ vào đây đấy. Rồi, cháy đây này. Thấy cháy chưa? Nước móng ra này. Cháy. Rồi, phủ lấy đi. Vậy đảo cái cát nóng lên trên. Để cho đống này vào. Ôi, hết rồi. Thôi, thế không cần. Thế cần à? Vẫn hơi nóng nóng. Đảo cái cát nóng lên trên thôi. Ôi, lông ở đây mà đảo xào mà. Xào cát. Xào cát, đấy. Các cháu ơi, ông đang đảo hồ xào một chảo kê. Khổng lồ. Hôm nay ông Thế Vinh lớp 9 làm một nồi gà cát siêu to khổng lồ. Rồi, ok. Giờ đi thăm cá đây. Tôi mang chú báo à, 2 tiếng nha mọi người ạ. Không biết là con gà đập cát của mình là thế nào rồi. Đây là vỗi sang bên này. Khả năng chín chưa này. Chín bỏng lắm. Bốc hơi đấy, mọi người thấy bốc hơi chưa? Chắc là chín nhé anh ạ. À, bỏng lắm. Ui, hơi thế này mà không chín mới lạ. Ui, hơi người còn chín. Ai à, tay ghê nhỉ. Đây là nước, đây là gì đấy? Nước. Ui. Từ từ nhá, bây giờ nhá.
lật nó ra xong đặt vào trong à, đặt bánh lật đấy. Ông đặt đủ lật gần hết rồi mới đặt. Lật gần hết xong rồi lấy nó ra. Hai lớp phải không? Ừ, hai ba lớp. Ngon nha. Ăn đi. Mình nhẹ thôi, mình có ba tàu lá chuối kia mà. Ui, chém rồi anh ạ, chém rồi. Ui, chắc chắn là phần đuôi cháy cháy. Không cháy đâu, ui. Trời, ui trời, ui trời, chín quá, ngon. Nhìn nước của nó là biết là chín. Ui, xa. Ui, ôi, ui, chín ngon, ui, hơi ạ. Thơm. Nào nào. Ăn gà hấp ạ. Cháy ngon đấy, như kiểu gà nướng, gà nướng mà, đâu ấy. Không gà nướng nướng kia gà hầm bị cháy đít đấy, gà hầm bị cháy đít. Ai thử thương chưa nào? Đấy, màu đen bắt đầu tiên có phải chảy bạn này đi làm gì cần đâu, chén luôn đi. Bia đâu, bia đâu, bia rượu đâu, cho em miếng. Bao đây, rồi đấy, cứ vào đấy. Ui rồi, ôi rửa 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 nước lọc kìa, nước lọc ai chưa nước lọc cho em ơi. Lấy nước lọc rửa cho ăn thôi đây, bỏ cái đấy đi, cho cái này. Đây mày đưa đây anh rửa. Duy ơi, thế. Đưa anh rửa cho. À, ra nhặt hai lon bia này em ạ. Cho vào cho nó lại. Rửa nước nhá, hai lon bia cho vào cho nó lại. Lại rơi nốt. Đùa anh ạ. Hai ba lon đấy. Đấy nhá, đặt ra đây nhá. Kéo ai kia nhá. Ngon lắm. Con đây Lâm bảo mình nấu cháo á. Con chơi đã còn mà nấu cháo. Anh Cường ơi, nhìn nấu cháo mùi đâu. Thôi bỏ cái đấy đi cho cái khác. Trắng ơi. Ăn được. Bật vị, bật vị. Tất cả mọi người nhé. Hãy cho con kia lên mà nấu nước như này luôn này. Nướng. Ôi, không hả? Mấy con cá. Con kia cho lên làm này để đêm ăn là đẹp. Mấy con cá đó thì ướp. À không, từ ăn. Không chín được đâu. Con này dày thịt. Không chín được. Không cứ nướng như hôm trưa này. Chưa, anh không, nướng kia đây, không chín được đâu. Nhậu nhậu trước thì ngon. Kéo đi ra ra cát đây anh. Anh đâu ở đây đêm về chứ. Anh được mà. Đây, thử bỏ. Lắm. Kéo đi. Đây. Thưởng thức ra đi. Anh cắt ra cho. Thật là sủ quá. Anh cho em ứng cái phao câu đi. Phao câu á? Cái đít à? Đấy, đít. Đấy, cái phao câu không nổi, không nổi. Đấy, đây. Gan mề nữa. Đấy, ui, chấm cho em cái. Ui dồi. Mùi ngọt lắm. Mời tất cả mọi người nhá. Ui dồi. Có muối đâu. Mời tất cả mọi người nhá. Ngon nhỉ? Đặc cấp đấy. Mời mọi người nhá. Đấy, muối đây em. Phê được hát này. Phê được hát đi. Wow, mời tất cả mọi người nhá. Đã nhỉ. Ngọt nhá. Em xin cục trứng. Đấy, làm bia đấy. Đã đấy. Có 3 lon uống chung rồi. Đằng sau còn 2 lon nữa. Đâu 2 lon này mấy rồi, 2 lon cho vào trong cho nó lạnh rồi. Uống chung. Uống chung đi. Chung ấy. Đâu rồi dao? Chín nó lên mua. Tính rồi mới bách cái này cháy thôi á. Nên lấy rượu ấy. Để uống rượu nó ấm. Đưa anh bách rồi. Nó bỏng quá, không cắt được nó ra. Nước không dâng nhỉ? Chưa, tí nữa hát dâng. Chứ dâng còn thủy chiều gì nữa? Không. Thủy này thủy tối. Không chắc nó dâng à. Chết rồi, tấm lưới của mình không định vị. Không, chính ra làm mà gà thế này là ngon nhất mọi người ạ. Ngọt. Dũng. Vẫn giữ được. Ê, sao cái bọc này nó có trứng ở trong to lắm. Thế đấy. Gan. Thế con mày bận mày vồ mới bị vỡ ấy. Cho cháu cái quả bí ấy, cho chú quả to đấy. Không bị vỡ. Ừ, kéo mà chấm cát. Kìa đã đây lại dính cát đây, cho đi mang nó cho anh Cường cái này. Đấy, mang vào đấy. Ui giời ơi. Nhâm nhầy. Cho ai quả to này. Lấy đi. Đây, cho ra đây. Ai ăn thì ăn. Cắt ra, cắt nhỏ ra. Nếu mà đây mà là con gà trống đấy là hay quả cà thì chắc là ăn tất cả một cát thôi. Không là cà, thế là cà chanh nhau. Cái này là xăm trầu đạt là. Đây, bật lon bia đó. Đây, chín hết nha mọi người nhá. Chín này, cháy cái phần lưng này. Anh đấy, đi. Chín hết à. Phần lưng nó mới, ui dồi, phần lưng. Ngọt nha. Ngọt lắm. Nó cháy theo kiểu cháy kia. Đây, tao gặm một miếng, cho mày gặm một miếng. Cái này em gặm một miếng. Cho lon bia đấy. Anh cầm một lon bia. Không, từ sáng đến giờ. Đi ra bia uống với hả? Hả? Đây anh. Cắt rồi đi. Ngọt lắm rồi. Cắt gì đi này anh. Cắt gì đi thôi, cầm lên uống được. Đâu cho miếng nữa nào. Nên mà bảo để nấu cháo chắc để được đấy. Đặc sản ơi. Một ít kẽ này, một ít gan này. Đây, đừng có da nữa nha. Một ít gan non này. Ôi, được rồi.
Cứ ở trong bụng lại thì phải đừng có ra nữa. Diễn viên không kia. Con này à, anh em mình thuê nó làm diễn viên nhưng mà nó không chịu hoạt động. Không đạt yêu cầu, không hợp tác. Diễn viên gì mà đạt thấy người cứ thế lại hồ vỡ trứng. Trông mày, trông mày thế đạt nó giúp trứng á. Trông mày thế. Anh trông anh thế. Thế đi. Anh cứ thế. Làm gì mình ấy vô được thế nào? Mỗi người 20. Mỗi người 20 đúng rồi. Này, thế mày ăn từ lúc nay bao nhiêu tiền mấy chục rồi. Để em nói tao chế biến con gà này ở trong nhà hàng bao tiền không? Đông. À ở chợ đây là đầu bếp này. Mình không phát biểu xem con này bao nhiêu? 300. 300 thằng đạt lúc nay ăn mấy miếng rồi? Ăn cái cổ. Ăn cái cổ là tính là 10.000 thôi. 10.000 quả tim một cái gan. Một quả tim với một cái gan nhá. Nhà hàng tao bỏ tim. Trời ơi, em nói tại vì bọn em, tại vì cái này là do anh chuẩn bị để cả nó đóng phim chứ không phải bọn em bắt buộc là phải mua. Thì trong cuộc chơi bọn em đã thắng. Thôi uống ăn đi. Tao tiền ăn gà đấy. Đây. À, em ăn xong em ỉa ra thì ra đường tiêu hóa thì em lại trả lại cho anh. Ê, trả mày công đi thịt gà cả. Có thế thì chị tí nữa trả tiền hết. Thế có phải bọn em ăn ra khoảng. Bọn em ra tiêu hóa ra cho vào lúa là gà lại ăn lúa. Nói chung là mình mới giải thích diễn viên không đấy là thịt hết. Không hợp tác là phải chết. Ăn gà không nói anh nhỉ. Diễn viên thì nằm to do chân dép đấy.